anh đã hoàn thiện lắp xong chiếc máy xúc với bánh xích. Đẹp lắm các em ơi, đẹp lắm. Ui, cái bánh xích này của nó chạy được rất là nhiều hình luôn đấy. Siêu nhanh luôn. Bây giờ anh sẽ cho nó đi một cây. Hello, xin chào tất cả các em đã quay trở lại với kênh của anh TPR Đồ Chơi. Yeah, một ngày mới lại đến rồi các em ơi. Và anh TPR Đồ Chơi xin chào tất cả các em nha. Chúc tất cả các em một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha. Các em ơi, kỳ nghỉ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 của các em thế nào? Các em có được đi chơi ở nhiều nơi không? Wow, lại đến với thế giới của anh TPR Đồ Chơi. Wow, cực kỳ nhiều xe đẹp luôn. Anh TPR Đồ Chơi cảm ơn các em đã ủng hộ anh những tập phim lắp ráp bánh khổng lồ, lắp ráp bánh lò xo cho xe máy xúc và các loại xe. Anh cảm ơn nhé. Các em tiếp tục ủng hộ anh đi, bởi vì ngày hôm nay các em chú ý nhá, anh TPR Đồ Chơi sẽ cùng với các em có một trò lắp ráp tiếp theo. Và anh đảm bảo rằng chưa bao giờ các em được trải nghiệm lắp ráp những chiếc xe này với thứ bánh đó. Và thứ bánh đó nằm ở đây. Các em có thấy tất cả các dụng cụ có thể lắp ráp ở đây không? Anh TPR Đồ Chơi sẽ cho các bạn lắp ráp với bánh xích. Xe bánh xích các em ơi. Bánh xích đẹp chưa này? Nhưng chiếc xe nào sẽ được lắp ráp bánh xích đây các em? Anh TPR đã chia ra ở đây hai đội thi. Wow. Đội thi thứ nhất gồm hai bạn xe máy xúc siêu to khổng lồ. Wow, những chiếc bánh siêu to khổng lồ. Một bạn máy xúc màu xanh. Wow, chiếc bánh rất là ngầu luôn. Và một bạn Zoboka Poly máy xúc, cũng một chiếc bánh rất khổng lồ luôn. Đội thứ hai, xin mời các em. Wow, xe bê tông bánh khổng lồ. Các em có thích thú với chiếc xe này không? Wow, wow. Và một chiếc xe tải bánh khổng lồ siêu tốc độ. Hai đội này hôm nay sẽ tham gia vào một cuộc thi. Đội nào nhanh hơn, mạnh hơn sẽ là đội được lắp ráp bánh xích. Các em hãy cùng anh TPR trải qua hai phần thi cho những chiếc xe này nhá. Phần thi đầu tiên, thi trên đường trường. Yeah! Wow! Phần thi đường trường bắt đầu. Bây giờ từng bạn một sẽ tham gia thi. Đó, phải vượt qua phần thi đường trường này, phần đi trên vỉa hè này. Bạn nào nhá hoàn thành xuất sắc hai phần thi này sẽ giành phần chiến thắng. Nào, xin mời bạn xe tải. Các bạn ơi, cổ vũ cho xe tải tới nhá. Tới khởi động đây. Các bạn có thấy tớ có những cú xoay lắc và lộn vòng trên không không? Wow, bạn xe tải chạy nhanh đó, thật đấy. Nhưng mà hôm nay tớ là máy xúc đây. Các bạn ơi, tớ đã lắp bánh xe khổng lồ rồi nên tớ không ngại ngần gì bạn xe tải. Các bạn cổ vũ cho tớ nhá. Các bạn thấy chưa? Tớ bị lật úp rồi, nhưng mà bánh xe của tớ hai chiều luôn, tớ có thể chạy ở thế úp luôn. Hay dạ. Theo anh TPR Đồ Chơi nhận thấy, hai bạn này á đạt được thành tích ngang nhau, về đích gần như là bằng nhau. Vậy thì vòng thi này tỷ số là 1-1. Bây giờ anh TPR sẽ cho hai xe chạy thử thách đến cái địa hình thứ hai. Nào, bây giờ các em xem màn trình diễn của hai xe một lúc đây. Hai xe cùng chạy này các em ơi, nhìn đẹp quá này.
phần thi đầu tiên đã kết thúc rồi mà chưa phân được nhà vô địch. Vậy thì phần thi thứ hai này sẽ quyết định bạn nào sẽ là người được lắp bánh xích. Đây chính là hai đại diện tiếp theo sẽ tham gia vào phần thi này. Để tớ thi trước, tớ là Roboca Poly đây. Thế rồi các em ơi, bây giờ sẽ để bạn Roboca thi trước nhá. Nào, đây chính là điểm xuất phát. Về đích rồi. Vậy là mình sẽ được lắp ráp bánh máy xích. Cổ vũ cho phần thi thứ hai chính là bạn này. Wow, một chiếc máy xúc lắp bánh lò xo. Nếu bạn nào trong các em chưa xem tập máy xúc lắp bánh lò xo nhá thì các em nhớ xem đi nhá. Anh trên kênh của anh TPR đồ chơi ấy, hay lắm. Nào, bây giờ sẽ là phần thi của bạn xe bê tông bánh khổng lồ. Các bạn ơi, cổ vũ cho tớ nhá. Tớ nhất định sẽ được lắp bánh xích. Sao lại có cái bức tường thành bằng Lego? Anh TPR đặt bẫy khó quá. Vậy là tớ thua mất rồi. Wow, các em ơi, vậy là phần thi đua xe trong hai địa hình, đội của bạn máy xúc đã giành chiến thắng. Nên anh TPR đồ chơi quyết định lắp bánh xích cho máy xúc. Đây chính là một tập phim, một cái chủ đề cực kỳ hay mà anh đảm bảo rằng chưa bao giờ các em được xem một chiếc máy xúc lắp bánh xích như thế này. Wow, ở đây có nhiều đồ quá. Anh TPR có cả kim này, có cả cái vặn đinh vít này, và có cả rất nhiều lò xo. Nhưng anh TPR sẽ ưu tiên lắp bánh xích. Wow, hai chiếc bánh xích anh sẽ đặt ở hai bên bánh của chiếc máy xúc như thế này các em ạ. Muốn như vậy thì chúng phải được kết nối bằng phần bánh ban đầu của chiếc máy xúc. Đó, anh TPR sẽ lắp thử cho các em xem. Phần bánh này anh sẽ để đây. Đấy, các em nhìn này. Đấy. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Tưởng tượng ra được cái bánh xích nó sẽ lăn như thế này chưa? Wow, bây giờ anh TPR đồ chơi sẽ tiến hành lắp vào trong cái phần xe này nhá. Đấy. Ấy, anh đang cố định cái vị trí của bánh xe này các em này. Làm sao cho nó thật chắc, tí nữa mình có thể đi được. Ấy, anh em nhìn này. Đấy, xoáy được rồi. Đó, có vẻ chắc rồi này, xoay được rồi này em ơi. Anh thấy bên này nữa. Wow. Anh đã hoàn thiện lắp xong chiếc máy xúc với bánh xích. Wow, khổng lồ. Bây giờ anh sẽ review, mời các em thưởng thức nhá. Đây là bốn xung quanh 360 độ. Một chiếc máy xúc rất đẹp đúng không với các em? Với hai bánh trước là hai bánh xích cực kỳ khổng lồ. Wow. Với cái bánh xích này nhá, chiếc xe có thể đi được rất nhiều địa hình. Các em có nhìn thấy không? Nó đi trên cát mà nó in một vết cực kỳ dài đây này. Wow, thấy chưa? Ấy, các em nhìn này. Nó đi đến đâu nhá, nó bám đường cực chắc lúc đấy. Cái này nhá, có thể thậm chí đi trên những đường băng tuyết các em ạ. Bây giờ anh TPR sẽ cho nó chạy thử với tốc độ cao hơn, xem liệu là nó có chạy được không nhá. Các em ơi, chiếc máy xúc bánh xích đã hoàn thành rồi. Một chiếc máy xúc bánh xích khổng lồ. Bây giờ anh TPR đồ chơi mời các em trải nghiệm. Liệu chiếc máy xúc bánh xích này có chạy được không? Theo các em nghĩ, wow, anh TPR đồ chơi sẽ cho chiếc máy xúc này thử tất cả các địa hình khó nhất nha các em nhá. Nào, bắt đầu nổ máy nào. Rén. Chạy rồi anh em ơi, chạy rồi. Ui, leo dốc này. Chạy nhanh chưa? Để anh TPR đồ chơi quay đầu. Chạy tiếp nào. Qua cái địa hình nào. Đẹp lắm các em ơi, đẹp lắm. Cái bánh xích này của nó chạy được rất là nhiều địa hình luôn đấy. Siêu nhanh luôn. Bây giờ anh sẽ cho nó đi qua cây.
Rơi mất bánh xích rồi, bị quyệt vào cây các em ạ. Bây giờ anh TPR lắp bánh xích vào và sẽ cho chiếc máy xúc bánh xích này chạy trên đường trường thử nhá. Wow, chiếc máy xúc bánh xích của anh TPR đồ chơi đúng là độc nhất vô nhị đúng không các em? Bây giờ anh sẽ cho chạy thử trên đường trường nhá. Ôi ôi, bánh xe đảo. Vậy là chiếc xe này đã rơi mất một bánh rồi. Bây giờ một bánh anh TPR cũng cho chạy, chạy thử xem nào. Bây giờ xe chạy một bánh mới là cướp đây này. Hey. Không thể chạy được các em ạ, bởi vì xe phải cần có hai bánh. Wow. Yeah các em ơi, vậy là video ngày hôm nay của anh TPR đồ chơi đã kết thúc rồi. Các em có ấn tượng, có cảm thấy thú vị với video và ý tưởng này của anh TPR đồ chơi không? Wow, đây, một lần nữa chúng mình cùng nhìn lại hai siêu phẩm. Một siêu phẩm đó là máy xúc lắp bánh lò xo, và siêu phẩm của ngày hôm nay, wow, một chiếc máy xúc lắp bánh xích khổng lồ. Rất là hay đúng không các em? Wow, các em nếu thích video của anh thì nhớ là giúp anh like video và đăng ký kênh nhá. Sẽ còn rất nhiều những ý tưởng lắp ráp, rất nhiều những video hay thú vị đón chờ các em. Chúng mình cùng gặp nhau vào 7 giờ sáng hàng ngày nhé các em nhá. Anh TPR chúc các em có một ngày thật là nhiều niềm vui, học tập tốt. À, và sắp tới là một kỳ hè thật là dài. Đó, chúc các em là thật nhiều sức khỏe này, ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ nhá. Bây giờ anh xin chào các em.